Theo đó, các buổi kiểm tra diễn ra trật tự và ổn định. Cán bộ tham dự kiểm tra khảo sát chấp hành theo đúng quy chế của nhà trường, làm bài kiểm tra với tinh thần nghiêm túc. Đây là đợt kiểm tra đánh giá chất lượng cán bộ thứ hai của Công an thành phố Hà Nội. Trong đợt 1, hơn 2.000 cán bộ chỉ huy cấp đội, phường thuộc lực lượng cảnh sát Công an thành phố cũng đã được đánh giá kiểm tra chất lượng mỗi đợt thi không chỉ giúp công an thành phố đánh giá đúng chất lượng cán bộ mà còn hỗ trợ cán bộ chỉ huy củng cố kiến thức nghiệp vụ vận dụng giải quyết những tình huống công tác trong thực tiễn đảm bảo yêu cầu về chính trị pháp luật và nghiệp vụ hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao